bạn cứ cố gắng phấn đấu mỗi ngày vì không có bữa ăn trưa nào miễn phí, bạn phải trả tiền cho nó theo cách này hay cách khác. Mỗi người rời khỏi bạn đều có một lý do, hãy học hỏi từ đó và bước tiếp. Hãy xem đó là một kinh nghiệm để học tập. Một vài mối quan hệ tan vỡ có thể là một điều phước lành được ngụy trang mà bạn có thể nhìn thấy vào lúc này. Sẽ có người được cuộc đời ưu ái về nhiều mặt hơn một số người khác. Việc này không phải lỗi của bất kỳ ai cả. Chúng ta buộc phải chấp nhận việc này dù không dễ dàng một chút nào. Bạn cứ cố gắng phấn đấu hàng ngày để hoàn thiện bản thân. Nếu không đạt được đến đích mình muốn thì ít nhất cũng tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn để thời gian của bạn không lãng phí cho những việc không đáng.